Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Xoáy tin hôm nay là ngày thứ 6, 9 tháng 8, 2024. Thưa quý vị, trong những ngày qua, kể từ sau khi được đề cử làm đại diện cho đảng Dân Chủ để ứng cử chức Tổng thống vào tháng 1 tới đây, Phó Tổng thống Kamala Harris bị chỉ trích rất nhiều về cái chuyện bà không trả lời phỏng vấn, bà không tổ chức họp báo. Một số người, đặc biệt là ông Donald Trump, trong cuộc họp báo ngày hôm qua Mar-a-Lago cũng như fan cứng của ông Maga chỉ trích là bà này nhát cánh và bà này quá cẩn thận với lại báo chí. Những người ủng hộ bà thì nói rằng không, đây là một chiến thuật của bà và bà chỉ thực hiện vào đúng thời điểm, đúng lúc, đúng nơi. Câu chuyện này nó như thế nào, có đúng như vậy hay không? Chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị trong ngày hôm nay. Xin chào Mai Phi Long. Xin chào Đỗ Dũng, xin kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Rõ ràng đúng như anh Đỗ Dũng trình bày với quý vị. Bà Kamala Harris kể từ khi là được trao ngọn đuốc từ ông Biden thì hầu như bà không có một cái cuộc gọi là nhận lời phỏng vấn của bất kỳ ai, bà không xuất hiện ở đâu cả. Bà cũng không có những cái một cái cuộc họp báo dài để mà trả lời những cái câu hỏi của phóng viên. Thì người ta thấy rằng là trong các lần mà gọi là gần đây nhất thì hôm thứ năm vừa rồi, trong một cuộc mà phỏng vận động tranh cử tại Michigan, bà có một cái cuộc gọi là trả lời với báo giới, đặt câu hỏi xong bà trả lời lên, và cái cuộc trả lời đó cũng kéo dài chỉ có 70 giây, không hơn không kém. Và trong cái việc này thì chúng ta thấy rằng là nhiều người đặt ra một cái thắc mắc. Thường thì là các ứng cử viên tổng thống hay là các nhân vật chính trị chuẩn bị nổi đình nổi đám thường cần đưa ra những cái quan điểm của mình, và những cái buổi mà phỏng vấn mà đưa ra một cái gì mà mình suy nghĩ về cái sách lược hay chính sách hay là cái quan điểm của mình, điều đó là một cái điều cần thiết. Nhưng mà trong chuyện bà Kamala Harris thì người ta không thấy bà có cái vẻ là vội vã làm cái việc như thế. Chắc chắn đi là một trong những tính toán về chiến lược của bà Kamala Harris và cái ban tranh cử của bà, thưa anh Dũng. Vâng, bà Kamala Harris bây giờ thay thế cái người tiền nhiệm của bà, đó là ông Joe Biden. Ông Joe Biden cũng bị cái là người ta chỉ trích nhiều vì cái chuyện là ông cũng ít khi trả lời phỏng vấn hoặc ít khi tổ chức họp báo. Ông là tổng thống mà bị coi rằng là ít có tổ chức họp báo nhất kể từ thời ông Ronald Reagan. Tức là ông Ronald Reagan hồi đó cũng ít trả lời phỏng vấn lắm, nhưng sau Ronald Reagan thì những vị tổng thống sau này họ trả lời họp báo, trả lời phỏng vấn thường xuyên hơn, còn Biden là gần như không có. Và bây giờ bà Kamala Harris lại cũng áp dụng cái chính sách giống như Biden, thành ra người ta mới chú ý. Đó là cái chuyện thấy rõ như thế. Và rõ ràng là bà cũng hết sức cẩn thận giống như Biden. Mà chúng ta nhớ ông Biden á, sau cái vụ mà tranh luận với ông Donald Trump ngày 27 tháng 6 đó, coi như là ông thất bại hoàn toàn. Và sau đó ông có trả lời phỏng vấn thêm hai lần nữa, thì người ta thấy là càng trả lời phỏng vấn ông càng chết. Ông nói bị lộn rồi bị tùm lum la. Và chúng ta biết phỏng vấn ở Mỹ này không phải như ở các quốc gia độc tài hay là độc đảng, ta đưa câu hỏi trước hay là sắp xếp trước, không có. Phỏng vấn ở đây là phóng viên người ta đại diện cử tri, đại diện người Mỹ, người ta xoáy không chừa cái gì hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều chính trị gia họ cẩn thận, họ sợ, họ không dám. Thường thường họ không dám nó có hai lý do. Thứ nhất là họ có những cái gọi là chuyện mờ ám, mà tiếng Mỹ nó gọi là skeleton in the closet, là có những bộ xương ở trong cái thành ngữ là có những bộ xương ở trong cái tủ quần áo. Ý nói là có giết một người nào đó, giấu tủ quần áo lâu ngày thành cái bộ xương, là không muốn thấy những bộ xương nó trong tủ quần áo. Nhưng mà đó là nghĩa đen, nghĩa bóng là gì? Là có những chuyện khuất tất cho người ta không dám, sợ bị hỏi. Cái điểm thứ hai nữa đó, những chính trị gia mà ta không muốn trả lời phỏng vấn đó, là vì gì? Người ta không có khả năng gọi là gì? Spin là gì? Nghĩa đen là quay, nhưng mà thực ra nghĩa bóng là gì? Gọi là gì? Đối đáp. Một trong người spin mà nổi tiếng mà hay là biết ai không? Bill Clinton. Nhưng mà Bill Clinton thì không đáng sách chép trong Donald Trump. Donald Trump là spin của bạo. Spin chóng mặt luôn. Thì ông Trump cũng ngược lại với ông Biden, với bà Kamala là ông cho trả lời phỏng vấn nhiều, nhưng mà ông Trump cũng chỉ là vô những cái phe mà gọi là phe ta thôi. Chứ còn vô phe mà phe ta là chết hôm nọ, cách đây hơn tuần, Long nhớ ông
cho phỏng vấn cái nhóm mà gọi là các nhà báo mà da đen đó. Ông bị cú đó, ông nói thẳng với người phỏng vấn là bà phỏng vấn tôi và phỏng vấn không lịch sự. Ta hỏi những câu khó trả lời. Ngay cả cỡ ông Trump về spin ông nổi luôn, nghĩa là articulate không nổi luôn, đại khái như thế. Để trở lại với bà Kamala Harris thì đó là có thể là một trong những cái lý do mà bà không muốn trả lời phỏng vấn hoặc là họp báo. Thì nãy quý vị thấy đó, ở phi trường Detroit đó và ở những nơi khác khi ta đặt bà câu hỏi này, và ngay cả ông ứng cử viên phó tổng thống JD Vance của bên đảng Cộng hòa cũng nói là bà này bà né tránh, không muốn cho cử tri biết cái quan điểm của bà hay là bà trả lời như nào. Thì bà cũng thường nói khi mà ta hỏi thì bà nói là chúng tôi muốn có một cái cuộc phỏng vấn được sắp xếp trước khi mà hết cái cuối tháng này, có nghĩa là sau đại hội đảng dân chủ đó, bà nói như thế. Và các cái phụ tá của bà cũng nói như thế. Thì khi mà bà né tránh như này đó thì nó trở thành một cái gọi là hiện tượng, và các cái nhà truyền thông cánh hữu và đặc biệt là ngay cả cái đài Fox News, những ngôi sao của cái đài đó tố cáo bà là né tránh sự gọi là soi xét của công chúng. Đó. Thì bà có nói rằng là ban vận động bà nói là ô, chúng tôi có nghĩ được cái chuyện này, nhưng mà cách mà chúng tôi sở ý không trả lời là chúng tôi đang tìm cách làm sao mà truyền tải thông điệp tốt nhất để giới thiệu ứng cử viên mới của chúng tôi vào một thời điểm tốt nhất, quan trọng nhất ở các tiểu bang chiến trường. Đó là cái bên bà trả lời, vậy tôi cho là ngụy biện. Nhưng mà cái ông David Axelrod, quý biết ông này là coi tay tổ về vận động tranh cử, ông này là coi như bộ não trong cái ban vận động tranh cử của ông Barack Obama đó. Ông này thì ông là chuyên môn truyền những cái thông điệp, nói chung là về một ứng cử viên, thưa quý vị, khi đã ứng cử đó, cái cách họ truyền thông điệp nó phải có người nghĩa là chỉ bảo hay là lên kế hoạch. Thì cái ông David Axelrod này là nổi tiếng thời Barack Obama. Thì khi mà hỏi cái chuyện này, tờ New York Times hỏi chuyện này về bà Kamala Harris, thì ông David cũng nói gì không? Ông nói rằng là bà, hoàn cảnh của bà Kamala Harris trong cái mấy tuần lễ vừa qua, phải nói là bà nằm trong một cái là vòng xoáy. Là vòng xoáy này là rất là kinh hoàng. Thứ nhất, bà vừa mới đưa ra một giao cái ngọn đuốc. Bây giờ tính cho đến ngay thời điểm này, chứ khoảng 3 tuần. Từ một cái vai trò mà phụ cho ông Biden, bây giờ bà trở thành người chính trong để đi tranh vào cái chức vụ cao nhất ở tại nước Mỹ, và trong một cuộc mà tranh cử phải nói là đối đầu căng thẳng nhất với một cái đối thủ mà gọi là bựa nhất. Thì thưa quý vị, cái trách nhiệm đè lên cho bà Kamala Harris phải nói là rất lớn. Thì trong cái vòng xoáy này, theo ông nói đó, thì bà phải cần một cái giai đoạn gọi là bà phải có cái thời gian bà trụ lại. Bà trụ lại để mà thứ nhất chuẩn bị cho bà một cái tư tưởng về cái chính sách, về những cái con đường mà sắp tới bà phải đương đầu trong toàn bộ cái cuộc tranh cử. Và trong cái cuộc tranh cử sắp tới, bà những chuyện bà phải chuẩn bị, thứ nhất là bà phải có những cái cuộc gọi là tranh luận nè, rồi trả lời những câu hỏi trực tiếp của từ các cử tri và ngay cả truyền thông, và đến tất cả những người nào đó muốn thách thức bà trong tất cả các phương diện khác nhau. Thì trong cái sự việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là bà Kamala Harris, theo lời ông nói rằng là bà cần phải có một thời gian để bà trụ lại tất cả cái tư tưởng chính sách của bà, nó cô đọng lại, thì lúc đó bà mới có thể làm được những gì mà bà, trước cái sự đòi hỏi của thế giới truyền thông là bà phải có một cuộc phỏng vấn với họ. Thì trong cái chuyện mà như thế, đương nhiên khi mà chúng ta thấy là chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng, nhưng mà về phía đối thủ như ông Donald Trump, ông nhất định không tha, là ông tấn công bà ào ạt những gì mà chúng ta nghe nói trong những ngày vừa qua, mà ông dùng những từ ngữ chúng ta phải nói rằng là rất là xúc phạm người khác. Thí dụ bữa nay là ông Donald Trump nói là bà Kamala Harris này không biết là điều khiển một cái cuộc họp báo như thế nào, bà không có thông minh đủ để mà nói trong một cái cuộc họp báo, và bà, ông này chê là bà cũng không có giỏi gì hết ông Biden cả. Thì đó là cái luận điểm của ông Donald Trump để đổ dầu vào cái câu chuyện này. Giới truyền thông mà ủng hộ cho ông Donald Trump như đài Fox News cũng là
đập lại cái luận điểm của ông Donald Trump trong cái chuyện mà tấn công bà Kamala Harris, vì sao bà không có chịu ngồi trong cái cuộc phỏng vấn, thưa anh Dũng? Vâng, thì khi mà đài Fox News họ chạy cái tít đó, Trump takes questions as Harris dodges, trong khi ông Trump thì trả lời câu hỏi của bà Kamala Harris thì né tránh. Và cái headline này, cái tựa là chạy trên màn hình của họ được những người MAGA họ chú ý rất là nhiều. Trở lại với cái nhận xét của ông Asad Roth đó, ông vận động tranh cử cho ông Obama, thì ông nói rằng là khi bà Kamala Harris thừa hưởng những cái gì mà ông Biden để lại, nó quá bất ngờ, và cái khung cảnh nó nhiều chuyện xảy ra trên thế giới và trong chính trường của Mỹ. Thành ra bây giờ bà đang gọi là đang ngụp lặng trong cái làn sóng thông tin đó. Và ông Asad Roth bảo rằng bà Kamala Harris biết cái điều này nhưng mà là không biết. Đó. Kế nữa là thưa quý vị, tranh cử tổng thống nó làm cái cuộc trắc nghiệm, nó qua nhiều cái cửa ải, bao gồm các cuộc tranh luận, những cái cuộc mà nói chuyện, trả lời phỏng vấn báo chí mà không chuẩn bị trước, đó gọi là impromptu interview, tức là đang đi đâu người ta kêu mình là đứng lại trả lời luôn, không chuẩn bị gì cả. Đó, đặc biệt là với cái giới truyền thông và những cái người mà muốn biết mình là ai. Thành ra đó là phải mất một thời gian bà mới thể quen cái chuyện này. Không phải là bà không biết, nhưng mà trong cái gọi là thế ngục lặng như vậy, dễ bị mắc lỗi, dễ bị sai lầm. Thành ra theo như ông Asherot nói, có lẽ là bà Kamala đang tìm cách cân bằng những chuyện này, cân bằng lại. Tôi sẽ không né, nhưng mà trả lời vào thời điểm này thì ít nhất bây giờ ban vận động của bà cho biết là chắc chắn sau cái ngày đại hội bà sẽ có trả lời phỏng vấn. Nhưng mà họ chưa biết là cụ thể như thế nào và câu chuyện nó như thế nào, nên tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình FPTN. Cảm ơn quý vị những màn hình của đài truyền hình FPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Xoáy Tin. Tôi đây nói về câu chuyện bà Kamala Harris, phó tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 tới đây, đang bị dư luận chỉ trích là vì sao bà né tránh truyền thông. Và nó có cả lý do tại sao bà né tránh và lý do tại sao bà không né tránh. Thì chúng tôi trình bày cho quý vị cái quan điểm của ban vận động của bà, của một gọi là chiến lược gia của ông Barack Obama, tổng thống trước đây, đó là ông David Axelrod, cũng như là quan điểm của đài Fox News và quan điểm của tổng thống Donald Trump. Thì thực ra bà có một vài lần trả lời phỏng vấn ở trên máy bay với báo giới, nhưng mà off the record, cũng như không. Nhưng mà một số nhà gọi là quan sát và chiến lược gia chính trị thì họ nói rằng là những gì bà Harris đang làm là chính xác, là điều nên làm. Đó. Tại sao lại có chuyện này không? Người ta đang yêu cầu là bà phải xuất hiện, bà phải nói kia. Mà tại sao một số người bảo ô bà làm vậy là đúng, đúng là đúng chỗ nào thế không? Đúng ở cái chỗ là trong quá khứ là nếu mà cũng đã có người bị rớt trong cái vụ này, mà sau đó bị là thê thảm thua luôn trong cái cuộc đua, chắc quý vị cũng còn nhớ bà cựu thống đốc Sarah Palin là người đứng chung liên danh với cố thượng nghị sĩ John McCain trong cái cuộc đua với ông Barack Obama vào năm 2008. Bà cũng có một cái cuộc phỏng vấn với nữ phóng viên Katie Couric, thì bà này rất là nổi tiếng. Và trong cuộc phỏng vấn đó thì bà Sarah Palin đã bị lộ ra những cái điểm mà rất yếu của bà, và sau đó ông John McCain bị thua. Thì với những cái kinh nghiệm như thế thì thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn thì cái người được phỏng vấn sẽ lộ ra rất nhiều cái điểm mà họ dễ bị tấn công, những câu hỏi mà họ không có ngờ trước được, những cái chuyện nào đó trong quá khứ hay cái gì họ không có thể không nhớ ra, hoặc là những cái điều họ muốn né, thì chắc chắn sẽ được cái người phỏng vấn khai thác tối đa. Cho nên đối với các chiến lược gia mà họ nhìn nhận, họ nói rằng những gì bà Kamala Harris hiện tại đang làm
là một cái chuyện bà cần phải làm, bà nên làm việc như thế. Ông James Carville là ông này là cố vấn cho cựu tổng thống Bill Clinton. Ông nói như thế này: ủa, đâu có cái luật nào mà bắt các ứng cử viên phải ngồi xuống trả lời phỏng vấn với báo chí. Đâu có luật nào bắt buộc người ta phải làm như thế. Bây giờ những cái việc mà bà Kamala Harris bà cần phải làm, ông trả lời cái này cũng trước đây là: thứ nhất nè, nội trong cái quá trình bà đi lựa ra một ông phó tổng thống, đây là một quá trình cũng rất là nhức đầu. Rồi á, phải đi lo tất cả mọi chuyện, bởi vì toàn bộ cái cuộc tranh cử này là cái cuộc tranh cử của bà. Bà phải đi là chuẩn bị hết tất cả các cuộc tranh cử trên toàn quốc trong thời gian sắp tới. Rồi trong thời gian này bà phải chuẩn bị là dàn xếp trong nội bộ của đảng Dân Chủ để mà đạt cái sự ủng hộ hoàn toàn, để không có một cái sự gọi là rắc rối nào xảy ra trong cái ngày đại hội sắp tới. Là biết bao nhiêu chuyện bà cần phải làm. Và điều quan trọng nữa, quý vị không để ý hả? Là bây giờ bà đã đồng ý, bà đồng ý tranh luận với ông Donald Trump. Thì chuyện này là cái chuyện là she làm những gì mà she có thể làm the best ngay trong lúc này. Thì ông nói rằng là ok, đó là những gì bà Kamala làm. Bà làm không có sai, đúng sách, đúng bài bản. Và chiến thuật cần là phải làm là phải những gì bà đang làm, đó là thực hiện đúng như thế. Thưa anh Dũng, anh Long quên một chi tiết quan trọng đó là bà phải chuẩn bị cho Đại hội Đảng Dân Chủ. Dạ, tôi có nói đó. Không, lấy anh chỉ đi nói là vận động đó. Trước khi... Cái Đại hội Đảng Dân Chủ kỳ này đó là nó có thể sẽ có những cái phiền phức chứ phải không? À, cách đây 2 ngày chúng ta coi bà vận động ở tại Detroit cũng bị một số người la ó. Những người mà phản đối chính sách của chính quyền Biden mà bà là phó tổng thống trong vấn đề Trung Đông. À, nói chung này, bà phải chọn ông phó tổng thống, bà đã chọn rồi, bây giờ là phải đi clean up cái chuyện đó. Chẳng hạn như sáng nay quý vị nghe trên trình FPT Morning chúng tôi có chiếu quý vị coi, đó là phóng viên hỏi 24 năm phục vụ quân đội của ông Tim Wall có vấn đề, và bây giờ bên hôm qua thấy là Fox News bắt đầu đưa một số cựu chiến binh mà cùng thời ông là chê ông này, anh biết chuyện đó không? Nó chỉ là thì bà mới phải bây giờ bà đã chọn ông này rồi cũng bị người ta chỉ trích, bà phải trả lời, phải bảo vệ cái sự lựa chọn của bà. Giống như ông Trump phải bảo vệ cái sự lựa chọn ông Jimmy Vance, rồi chuẩn bị cho Đại hội Đảng Dân Chủ, rồi phải đi chỗ này chỗ kia. Chẳng hạn như ngày hôm kia là đi 2 tiểu bang một lúc, ngày hôm nay thì đi Arizona, nó đại khái làm này làm kia rất là nhiều đó. Đúng như anh Long nói là ông Jimmy Vance, và bây giờ bà đồng ý tranh luận là phải tranh luận là sau cái Đại hội Đảng chứ ông Jimmy Vance nói là quý vị có quyền đòi hỏi nhưng mà quý vị không có quyền bắt buộc. Chẳng lẽ quý vị cứ nói ê cho tôi phỏng vấn cái nha, ê bà cho tôi phỏng vấn tại sao bà ra ứng cử mà không cho phỏng vấn, thì câu trả lời của bà Kamala Harris cũng như nếu cho chúng ta là bà Kamala Harris chúng ta sẽ nói gì? Quên đi Diễm. Chưa rồi Diễm, quên đi, thứ đó có mắc mớ đâu. Ok, bây giờ nếu mà tôi trả lời phỏng vấn nhanh nè, đúng không, có lợi tôi phải trả lời, không có lợi tôi trả lời chi, đúng không? Ngay cả bây giờ chúng ta nhìn nghe ông Donald Trump cũng trả lời phỏng vấn nhiều đài mà có dám lên CNN bao giờ? Có bao giờ lên CNN không? Có thấy bao giờ lên CNN không? Không. Hôm nọ lên cái hiệp hội báo chí da màu bị là quay chặn luôn, bực mình cũng nói thẳng ở chỗ đó luôn, đó, đại khái như vậy. Thế nhưng mà sớm hay muộn gì rồi thì bà cũng sẽ phải trả lời phỏng vấn, và bà sẽ không né được chuyện này. Có điều là bà sẽ chọn thời điểm nào đó cho đúng, có lợi cho bà. Hiện nay thì ban vận động của bà sử dụng đa số là TikTok, TV và những cái mạng xã hội để mà coi như là liên hệ với lại cử tri. Đó là cách họ làm an toàn nhất, tức là không bị hỏi lại. Đó. Cái lần cuối cùng mà bà trả lời phỏng vấn mà thật sự đó là cho đài NBC năm 2021 với phóng viên Lester Holt. Thì trong cuộc phỏng vấn đó bà trả lời rất là dở, làm cho người ta lo ngại. Đó, và kể từ đó thì bà bắt đầu bà cũng là gia tăng cái quan hệ với lại những cái giới truyền thông vân vân, nhưng mà vẫn chưa được coi là xuất sắc lắm. Thì bây giờ ta đang đợi xem như thế nào. Đó. Sau cái đại hội chắc chắn sẽ có, nhưng mà có khi nào ở đâu ta chưa biết. Nhưng mà ở đây anh Long có thấy một cái điểm đặc biệt không? Trong khi Donald Trump thì ông xong đại hội rồi, ông chọn người xong rồi, ông chỉ gây quỹ và trả lời phỏng vấn rồi, và ông chủ động họp báo luôn. Ví dụ như ngày hôm qua ông cuộc họp báo, tại sao bà Kamala Harris không làm được chuyện đó? Ông Trump cũng chủ động, ai muốn hỏi gì hỏi, nói thoải mái,
họp báo hơn tiếng hồ luôn mà câu nào cũng trả lời được hết. Sao bà Kamala Harris không làm được chuyện này? À, câu nào cũng trả lời mà câu nào cũng là nói dối. À, cái khả năng là anh Dũng nói cái spin đó. À, spin. Cái spin của ông Trump nó không phải spin kiểu Bill Clinton. À, là không, spin nói. Khác. Còn, còn lie là khác. Lie. Cái này là lie. Ông sẵn sàng, ông lie tất cả mọi chuyện. Sáng trên đây, trên chương trình SBTN Morning, chúng tôi phân tích cái chuyện này. Chúng tôi nói rằng là tất cả những gì ông Donald Trump nói đều là những lời nói dối. Và khi ông sẵn sàng nói dối cho tất cả mọi chuyện, thì ông Trump là bây giờ ông bị miễn nhiễm về cái chuyện nói dối rồi anh Dũng. Còn nếu như những người khác như bà Kamala Harris, nếu mà cái chuyện gì mà bà nói không đúng, nó sẽ bùng nổ, nó sẽ là một cái vết thương xoáy vào bà. Bởi vì họ không phải là những người nói dối. Còn ông Donald Trump, ông tha hồn nói dối, ông không care. Chứng chuyện ông nói dối quá nhiều rồi, nói dối không chớp mắt. Cho nên đó, thoải mái. Thật sự mà nói, cái chuyện mà ông Donald Trump nói chỉ là những người mà cùng theo chân của ông nghe mà thôi. Cho nên những người như bà Kamala Harris và tất cả các chính trị gia khác, họ phải rất là e dè trong những cái vấn đề mà đại khái bà nằm trong một cái hoàn cảnh rất là hệ trọng. Còn cái việc mà bên phía ông Trump muốn tấn công bà Kamala Harris thì thưa quý vị, tại sao họ cứ đè vào cái chuyện mà kêu bà này ra phỏng vấn? Quý vị phải nhớ lại là bà chỉ có 3 tuần. Và trong 3 tuần nó biết bao nhiêu việc nó thay đổi, như là từ bao nhiêu chuyện nó bày ra trước mặt bà cần phải giải quyết. Tại sao bên phía ông Donald Trump cứ push chuyện này? Phải chăng họ muốn tìm một cái sơ hở nào đó để họ tấn công? Vì rõ ràng, rõ ràng trong thời gian vừa qua, bên ông Donald Trump là bối rối, không biết đánh đường nào hết, chiêu nào đánh cũng là loạn chiêu. Bây giờ nếu cần bà Kamala Harris hé ra cái gì đó để mà họ moi và họ đánh, tôi nghĩ rằng là hình như họ đang bị bí chiêu anh Dũng. Không, cái đó chúng ta hiểu, nói thẳng luôn, cái chiêu mà xuất hiện với công chúng đó là họ đã đang thắng thế. Và chúng ta thấy rõ ràng cái chuyện mà cái cuộc mà tranh luận vào ngày 27 tháng 6 giữa ông Biden và ông Donald Trump rõ ràng là một thảm họa cho đảng Dân Chủ. Rõ ràng là một thảm họa. Và nhiều người bây giờ ta nói là ông Biden đã sai lầm khi mà tranh luận với ông Trump, bởi vì anh không thể tranh luận với kẻ nói dối được. Thì bây giờ trở lại cái chuyện mình hiểu rõ cái chiến thuật của đảng Cộng Hòa là muốn bắt bà này, ép bà này phải xuất hiện với công chúng để mà họ moi ra những cái chuyện sở bà này, giống như họ đã thành công với Biden không? Ta hiểu hết. Hiểu chuyện đấy. Đó là chiến thuật, không có gì sai trái cả. Bên đối thủ chúng ta có điểm là yếu, chúng ta khai thác chứ ngu gì khai thác. Nhưng mà đối thủ này họ khôn, nó bị anh đừng hòng khai thác tôi. Bởi vì đâu có luật nào bắt tôi phải trả lời phỏng vấn đâu. Mà cũng chẳng có luật nào bắt tôi phải tranh luận cả, đúng không? Và bây giờ tôi cũng đã đồng ý tranh luận với anh rồi. Nhưng mà tôi muốn trở lại cái vấn đề của anh. Là đúng như anh Long nói và hầu hết các chính trị gia khác, khi mà họ ra họ trả lời phỏng vấn hoặc tranh luận, họ phải rất cẩn thận. Họ biết những cái cử tri ủng hộ họ đó thì không sao cả. Nhưng những cử tri độc lập, những người còn đang do dự có bỏ phiếu họ hay không, thì họ phải nói có trách nhiệm. Nói cách có trách nhiệm. Chính vì có trách nhiệm như vậy họ rất sợ là nói hớ một cái là chết. Rồi chưa kể là take out context. Giống như hôm kia tôi kể cái câu chuyện mà anh nhớ không? Ông Tim Walz, ông trả lời đài CNN, ông phóng viên Anderson Cooper. Ông bảo là ông nói ông Donald Trump xây tường là vô ích. Phải gia tăng tuần tra, phải gia tăng điện tử, phải gia tăng biện pháp khác. Cái xây tường anh xây 25 dặm hả? À 25 mét đúng không? Tôi sẽ đầu tư vào làm cầu thang 30 mét cho ta qua. Thì nó lấy ngay cái câu đó ra. Bên băng ga bảo là ông Tim Walz là muốn đầu tư vào cầu thang để cho dân biện pháp qua. Thế giờ, chính vì vậy người ta sợ. Còn ông Trump á, thì đúng như Long nói, ông bị làm miễn nhiễm là bởi vì sao? Ông nói dối mà ông không chớp mắt. Mà ông nói dối đó là ông nói dối cho cái khối cử tri mà ủng hộ ông, đừng có bỏ ông. Thì ông không quan tâm đến cử tri độc lập. Có cái người mà người ta quan tâm cử tri độc lập, ta sẽ không dám làm chuyện đó. Mà anh không có để ý không? Cái hồi ông Trump tranh cử 2016 nói dối ít hơn sau này, anh có thấy chuyện đó không? Ông cũng còn biết sợ, còn ngại. Rồi sau khi mà ông được lên ngôi cao nhất của nước Mỹ rồi, lúc đó là ông hết sợ đến mức là, thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng chưa có một ông tổng thống Mỹ, chính trị gia Mỹ nào dám chơi cái trò gọi là gây ra cuộc bạo loạn ở tại quốc hội để tìm giữ cách giữ ghế cho mình. Ông là miễn nhiễm. Ông gây ra cái chuyện đó bây giờ đây, mà đang nói về cái chuyện mà ông rất thích tiếp xúc với truyền thông.
Mà ngày hôm qua khi mà ông tổ chức họp báo ở Mar-a-Lago bất ngờ đó, nhiều người ta cho rằng là ông làm cái đó để chi? Để mà làm loãng đi cái sự khí thế của bà Kamala Harris đang lên trong những ngày qua, nhất là sau cái ngày thứ ba mà bà giới thiệu cái ông Tim Walz là thống đốc của tiểu bang Minnesota chứ lên lên nào nào đến độ mà bây giờ cái số người tham gia của bà nó đông hơn của ông, đến độ mà bực mình ông bảo là tôi từ trước giờ tôi nói chuyện là không ai đông hơn bằng tôi, biết cái chuyện luôn đó. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng là gì, bà Kamala Harris đúng là đang bị dí cái chuyện này, nhưng mà bà cũng rất khôn ngoan là bà không có để cho nó dính vào, đúng không? Dạ. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là cái việc mà bà Kamala Harris không có nhận lời trả lời phỏng vấn ngay trong lúc này, ngoài cái việc là cái hoàn cảnh hiện tại lúc này bà phải đương đầu với những cái việc khác, đây cũng là một cái chiến thuật khôn ngoan của bà Kamala Harris với lại cái ủy ban tranh cử của bà để mà chuẩn bị cho chu đáo hơn trước mặt quốc dân Hoa Kỳ cho cuộc bầu cử. Cái chuyện đó mới là quan trọng. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy Tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui, bình an. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.